Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thông báo cấp độ dịch tại thành phố Hồ Chí Minh theo nghị quyết số 128 của chính phủ và quyết định số 4840 của Bộ Y tế. Theo đó, cấp độ dịch COVID-19 của toàn thành phố giữ nguyên cấp độ 2 như tuần trước đó. Trong đó, quận 4, Bình Thạnh, Tân Phú tăng cấp độ dịch so với tuần trước là từ cấp 1 lên cấp 2. Cụ thể, có 9 quận, huyện ghi nhận dịch ở cấp 1 là quận 1, 6, 7, 8, 11, Tân Bình, huyện Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ. Có 13 địa phương cấp 2 là quận 3, 4, 5, 10, 12, Bình Thạnh, Bình Tân, Cò Vấp, Phú Nhuận, Tân Phú, thành phố Thủ Đức, huyện Hóc Môn, Nhà Bè. Tuần qua có 3 địa phương tăng cấp độ dịch so với tuần trước là quận 4, Bình Thạnh, Tân Phú, cấp 1 lên cấp 2. Một địa bàn giảm cấp độ dịch là huyện Cần Giờ, từ cấp 2 xuống cấp 1 ở cấp phường, xã, tuần qua có 123 trên 312 địa phương ở cấp 1, 184 địa phương ở cấp 2, 5 phường, xã ở cấp độ 3. Phường 3, 13, 14, quận 4, phường 4, 12, quận 10. Có 19 phường xã giảm cấp độ dịch và 48 phường xã tăng cấp độ dịch so với tuần trước. Ở bản đồ cấp độ dịch toàn quốc, thành phố Hồ Chí Minh thuộc cấp 2, vùng vàng, thuộc mức độ nguy cơ trung bình không thay đổi so với tuần trước. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, hiện số ca mắc COVID-19 mới là một trong ba yếu tố chính nằm trong tiêu chí đánh giá cấp độ dịch. Thế nhưng, sắp tới thay vào đó, tiêu chí trụ cột là giảm tỷ lệ bệnh nhân nặng, giảm bệnh nhân nhập viện và tử vong.